Hello students. How are you today? Okay, teacher hope everyone's still fine, right? Yes. For today, we will do revision about the numbers together. Cha, thay nít cứ dơ nâng rùm lật lê chú mùi nâng khnìa, okay? Yes. So here, our objective, right? So teacher have the first one is read more about the numbers. Chà, cô bấm nón này nè, cô không cần lật mê riêng ý cứ tìm mũi trong ở côn riêng ăn bằng time tiết từ lời lệ cái bàn cho bàn luôn á. Number two, to spell more and recognize the pictures of the numbers. Chà, ai con rin prakop lệch bằng time tiết hay nâng cót xùm qua phịch xùm tố cót xùm qua rụp hiếp nền lệch bằng time tiết nạ cót chắc nhưng thử ta chết prakop tự ngọt kia. Ok, now number 3, learn to write more in exercise book. Chà, chắc nạ cổ có chong ai con rin sơ xe bằng time tiết nâng không xịp hơi lùm hạt bị bù ấy khơi tham ôn bộ môi chấm nuốn chàng này kêu thọt rụp đã ao hái quả thưa ta mì nè chẳng xôm ôn bộ từng ọc nghĩa thưa ta mẹ kêu đại bàn từng vô này nón này cá sẻ mình này thà rụp bìp này cá sẻ nè sẻ bàn sạch ok chà ok here unit 1 greeting ok everyone read together Unit 1 Greeting. Chà, chẳng bông bông trời chè an vì bạn chè bạc lùa nè cô nè. Trời an tàm. Ok, here Lesson 3 How old are you? Ok, everyone read together. Chà, từng ốc nè an lư lư mơ. Lesson 3 How old are you? Very good. Next one See. Okay, read together. See, very good. Numbers. Revision. Chà, revision mình này thá, ca rùm lực lăng vinh. Okay, this one. Read. Here. Read and spell. Okay. An, hai prakop. Chà, dừng an hai dừng prakop cho mùi khí này, okay? Yes, here. Okay. What number is this? Ta lấy bao mang cốt, cốt đằng ạ. Chà, rụp hiệp nì ấy nhắn. Chà. Là o, cứ one. Okay, good job. Everyone read together. One. Very good. Mình là sao ấy khá con one? Mình là sao? Nhưng thử thả mấy. Nhưng thử thả. One. I spell à tụi ok tha mơ one I spell nhìn đây khá tha tha so vô tại mà đòn ta o n e one very good ok here right correct yes one mình là so ok one I spell o n E. Ok. Nhưng chắc nằm bây dân càng thật chắc. Cứ bốn bốn trời tài riêng bà cọ bạch nì ở chăm ở xò nè. Nếu bây thằng ngày cao nạc rùa con xa xế cứ con chạy xa xế được khuôn ai. Ok. Next one. Here. What number is this? Yes. This is number 2, right? Good job. Ok. Now we spell number 2 together. 2 I spell. Mình là sao khá là con bạn là cừu mơ. T W O. Very good. Yes, 2. 2 lấy bằng hạn đấy. Like P. Yes, here like P. And we also have the picture show about number 2, right? Cứ dương mình rụp hiệp bằng hạn
Philip P. Dai, rob mơ cốt, how many? One, two, yes. Two, mean P, né, mean pride P, okay. Here, yes, here. The word two, right? Chà, nít kì chì pìa, Philip P. Okay. Read together. Two, very good. Mìa xoay khá con. Two, I spell T, W, O, correct. Chà, nhưng chẳng complete nè. Con trở điên bọc cò, bọc điên an, bạc nì, ok? Next one. Wow, ok, can you read? An mơ con, chè an on. An thầm mấy, an lư lư mơ. Yes, good job. Three. An bà đang tiền mơ con. Three. Very good. Okay, let's spell that group. Nhưng tôi thầm mấy con. Three. I spell. Mẹ xoay khá. Tha lư lư mất. Yes. T. Here. Này kì. H. R. Double E. Very good. Here. Yes. The picture, right? Here also have the word. Vật ấy con ăn thầm mạch ní. Ăn mơ. Very good. Chẳng ăn thà. Three. Lấy bảo mán. Like bay. Oh, apple. How many apples? Ok mơ mơ. One, two, three. Yes, also three, right? So, three I spell. Thả soi khá con hả mơ. T, H, R, double E. Good job. Okay, next one. Here. Okay, can you see this word? Khơi bị nhỉ ớt cái ăn thầm mạch tử. Yes. Four. Everyone read together. Four. Good job. Okay. Spell mơ 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 bị spell. Okay. Four. I spell. F. O. U. R. Spell mơ đông tiên nè cũng sẽ đọc mơ con. Four. I spell. À sao ấy? Very good. Okay, chẳng còn trời ta riêng thả được khuôn ai nha con nè. Okay, next one. Here, number. Number ấy con nè, lấy bằng mà ní. Yes. Number five. Yes, here the word. Five, right? Okay, now let's spell. Okay. Five, I spell. I V E 5 leg pram. Okay, here also have the picture, right? Cha bong pon hai rien rop khluon ai, rien spell oi nak kru sdap na. Okay, try to spell dambei oi kon kan ta cheh. Okay. Next one. Yes, next one. What numbers? Mơ tiet. Okay, number ma ni kon. Lai pa ma ni. Good, good. Six. Chà, complete nhé. Thời chinh cho lại kê phong. Thời à sọ ít ní ná, con xong khăn mình tên. Dừng thời an thác. Six. Very good. Six lê bảo man. Yes, six. Kì lê bảo mùi. Ní lê bảo mùi. Okay. Now let's spell. Six. I spell. S. I. X. Okay, six. Good job. Next one. Here. Number. Number ấy con. An mơ. Lấy bằng pi phía xong lấy thầm ấy. Yes. Number seven. Okay. One more time. Seven. Good job. Okay. Now let's spell seven together. Okay. Seven. I spell. S. E. V. E N 7. Good job. Okay, can you spell one more time? À, bà có một đồng tiết ở nhà cửu bàn ớt. Bà có mấy con? 7, I spell S E V E N. Good job. Next one. Nà cái tiết đằng thang lệch bà tỏ tiết lệch ấy.
Lịch ấy kế Sven hai kế cốt. Yes. Sven hai cứ 8. Okay, everyone read 8. Good job. 8 lấy bằng mạng. Lấy pram. Lấy pram bầy. Okay, now let's spell. Yes. 8 I spell E. Được ốc lấy thầm á. E. Anh ấy kế. Yes, I. Ni, à sao ấy con? G, good job. And next one. Letter H. Wow, good job, right? And the last one. À sao ấy con mà? Tha lư lư. Okay, cứ letter T. Dân an thá. H. Good job, okay. Next one. Wow, ni lấy bằng mạng rồi. Ni lấy bằng buồn. Ok, so bằng buồn thì sao lấy cái an thắc mắc nó. Yes, cứ cái an thắc nine. Mà đang tiện mất sao lứ. Nine. Good job. Ok, now let's spell nine. Ok, nine. I spell. Chà, sao ấy thật lứ. And good job. And then I. And the last one, E, nine. Okay, one more time. Nine, I spell, and I, and E, nine. Good job. Okay, the last one, the last word again. Đã viết trong cái bị ảnh. Chả lấy bằng màn nó, là cái đăng nó. Lấy bằng bốn hay lấy bằng màn tử? Yes, cứ... Number 10. Okay, here, right? 10. Everyone read? 10. Good job. Okay, now let's spell 10. Okay. 10. I spell. À, sao ấy? T. Ni. E. Ni. And. Wow. So clever. Chả lo mình 10. Chẳng con thời riêng bà có bạp nâng khuôn ái nhá. Tỏ, à lớp bà có bà nâng tiết. 10, I spell. Ni, T. Yes, E. Ni, N. Very good. Okay, all my 10. Chà. À lâu dân mà bà cóp. Rình bà cóp lê bì lệch mũi nè lệch đọc rụi hai. Thầy ní cụ bà ôn trai tài spell vi ở chè nè. Bà cóp vi ở chè. Chà bà bà ôn nà miên kà nà. Tô xế. Bà ôn rình tà xế vi ở chăm đầy nơi bà tiên nà con nè. Okay, tỏ. À lỡ dương nâng tư ấy tư. Tỏ, đừng mời tụi ngọt khá nè. Chà, dương trực bật trùm riêng mà đoàn tiên trùm mùi nâng khá nè. Ok. Complete nè, chỉ đang tam phong. Chỉ đang tam trùm riêng ở đằng bây giờ dương trẻ. Chà, ôn bốn ảnh rôn ba lấy bà tia. Yes, I know. How to count? Do you know? How to count? Yes, I know. How to count? 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7. 8. 9 and 10. 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Can you count from 10 to 1? I can count from 10 to 1. Can you count? From 10 to 1. I can count.
From 10 to 1. From 10 to 1. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 10. 9. 8. 7. Okay, chẳng bao chấm riêng, chẳng ăn riêng, chấm nón bay đòn ngay mình nhé. Chẳng chừng trời riêng riêng nè cô, nằm về chạy tam, okay. Tỏ, anh lỡ dừng từ mờ bằng tọt tiết, ta nãy cô còn thừa vậy, okay. Yes, write in exercise book. Chà, sẽ say không xịp hơi lùm hạt. Chà, sẽ say dạng mạch nó, cứ nãy cô thọt rụp xịp hơi ao tam đòn. Okay. Cứ sẽ say bạn đi one, ổn đặt lịch mũi, hay cô rụp hiệp ở bàn mùi ở nãy cô nè. Sẽ say 2 bốn đã lệnh chẳng hai bốn cốt rụp hiếp ở bàn pi chùm nái ai pi đai màn toàn miên rụp hiếp cứ đầm rơi ở bốn cú đòi khuôn ai cú rụp đòi khuôn ai nế cú rụp ai của bàn ok chà cú rụp ai của bàn đài cú cúp đòi khuôn ai chà cà phê mà sớ cứ nạ cú đã tới nạ cú cú tầm mũi mà với mùi đài ọt khơn cú khuôn ai tì. Chúng mình này tha nè, cô chọn ở côn riêng cú đọc luôn ai nè. Khi anh chân thầy nít sẵn khâm thạp bàn. Hai riêng thật xe ở thông thông đôi nè cừu chân, ok. Chà, complete nè, thọt nhà nè cừu. Hãy an phòng. Chà, next one, read. Take a video and send to me. Chà, an. Hãy thọt chi video nhà nè cừu mở phòng, ok. So the last one, teacher want to say thank you and say goodbye.